Thưa quý vị, với mục tiêu từng bước ổn định sản xuất công nghiệp, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất toàn cầu, những ngày vừa qua tỉnh Bắc Giang đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Bên cạnh việc ổn định đời sống cho lực lượng công nhân, quá trình kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh cũng được các doanh nghiệp triển khai một cách nghiêm ngặt và không khí lao động đã dần trở lại với các khu công nghiệp trọng điểm của địa phương này. Sau thời gian dài phải nghỉ việc do dịch COVID-19 bùng phát, hôm nay anh Nguyễn Văn Công rất vui khi đã được trở lại với công việc thân quen của mình. Tại phân xưởng nơi anh Công làm việc, công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh được triển khai một cách rất nghiêm ngặt. Khử khuẩn, đo thân nhiệt là những bước kiểm tra cuối cùng, bởi trước đó người công nhân đã phải trải qua 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và được tiêm vaccine mới có thể trở lại nhà máy. Trước khi vào xưởng thì công ty đã tổ chức là xịt khử khuẩn cho từng người và thay khẩu trang trước khi vào trong xưởng và đo thân nhiệt cho từng người. Sau khi vào trong này thì lại còn đo tiếp một lần nữa ở cửa tính điện, chúng tôi có máy đo tự động thân nhiệt cho tất cả mọi người và khoảng cách làm việc của mọi người rất là vì chúng tôi sản xuất ở đây là không gian rất là rộng, cho nên là mà chủ yếu là máy tự động hóa, máy móc nhiều, cho nên là không có nhiều công nhân, cho nên rất là an toàn. Tại một số phân xưởng nơi có tỷ lệ người lao động trực tiếp lớn thì những vách ngăn như thế này đã được lắp đặt. Quá trình tiếp xúc giữa người lao động đã được giảm thiểu một cách tối đa. Có thể thấy thì cùng với các biện pháp giãn cách song sinh hoạt vận chuyển thì môi trường lao động của người công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được đảm bảo một cách tối đa trong thời điểm này. Nhằm ổn định sản xuất công nghiệp, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất toàn cầu, nhiều ngày qua tỉnh Bắc Giang đã rất nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa công nhân trở lại với các nhà máy. Tổ chức xét nghiệm quy mô lớn, tiến hành tiêm vaccine cho công nhân, thêm vào đó là các kế hoạch khử khuẩn môi trường đã và đang được triển khai một cách tích cực. Những động thái trên không chỉ hình thành môi trường lao động an toàn cho người công nhân mà còn tạo dựng được sự tin tưởng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Các kế hoạch sản xuất và quy mô tại Bắc Giang là một trong những chuỗi cung ứng chính của tập đoàn trên toàn cầu, thế nên việc khôi phục sản xuất tại Bắc Giang rất quan trọng với tập đoàn. Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần này, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ phía tỉnh Bắc Giang, nên chúng tôi càng có niềm tin vào tỉnh trong việc tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang cho biết, để hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị đã thành lập nhiều tổ công tác làm việc 24/24 nhằm rà soát và thẩm định một cách nhanh nhất, hỗ trợ cho các doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 doanh nghiệp được chấp thuận hoạt động trở lại với tổng số lao động đăng ký gần 10.000 công nhân. Số còn lại đang chuẩn bị hoàn tất các điều kiện để đón công nhân vào làm việc.